sẹo hổ báo. Sẹo ơi, sẹo nào, đã đánh dấu nhiều quá mãi mới xong, gớm thật. Nào, đi đâu? Sẹo ơi, rất là gấu, mồm cọc rất là nhanh. Nào, không ra đấy, cả khi anh Bruno anh bụp cho đấy, thoăn thoắt luôn. Sẹo, chưa quen tên, mới về ngày hôm qua, ngày hôm nay còn đang chưa biết tên. Rất đẹp trai. Tìm kiếm gì ở đấy? Hay vệ sinh. Thần thái đến cái dáng đứng ị nó cũng thần thái. Đây là sẹo hổ báo. Trai bạn xuống phố. Anh đã xong. Nào, xong chưa, ra đây chơi nào. Đây, chạy đâu? Sẹo ơi, đâu rồi? Hãy chạy về chỗ á. Chạy về chỗ thì còn nói năng gì. À, chơi với nó tí nào. Sẹo ơi, ra đây. Sẹo, đâu rồi? Ra đây. Quên anh rồi à? Nào, ra đây. Đây mà. Trời, đang xăng ở đâu? Sẹo, mới về ngày hôm qua cho nên là gọi còn chưa biết tên. Nào, chạy đâu? Sẹo ơi, không định trèo vào trong sân hả? Ở ngoài thôi. Ra đây nào. Sẹo, đi ra đây. Vẫn còn cái chân đánh dấu. Đâu rồi? Đây. Anh hùng núp. Đái gì đái lắm thế? Đâu rồi? Ra đây xem nào. Nào, sẹo ơi, định trèo vào đấy, định trèo vào góc kia đấy. Ái giả, trèo luôn. Nào, quay lại ngay. Ờ, trèo đâu? Nào, luôn đấy à? Đây mà, kinh ra. Cẩn trương, trèo ra. Đi ra. Đây đây. Đâu rồi? Trèo ra. Ra đây. Vớ va vớ vẩn. Kiểu đâu đấy? À, con này nó nhanh như là tia chớp. Gớm thật. Anh sợ sẹo quá đấy gì. Sẹo ạ. Thích lại đây. Đây. Ra đây nào, nào, lăng xăng. Sẹo ơi, khẩn trương đừng để anh phải cáu. Đâu rồi? Ờ, hay. À, ra ăn cỏ. Về đây là thiếu chất rồi, thiếu rau xanh.
Tại vì ở bên trong kia là có một bạn cọc đỏ Milo đang kêu gọi. Cho nên là anh muốn vào trong. Anh muốn vào trong anh chơi. Rồi, xích ra. Ra đây. Xích ra đây, chúng ta chơi với nhau tí. Vớ vẩn. Xem nào. Đây đâu cho nó đẹp cái video cái này. Đây. Quay đây cho nền nó đẹp. Nha. Rồi. Xẹo. Hổ báo. Hổ báo cáo trồn. Lau cho sẹo nhá. Hôm qua là sẹo không cho anh lau. Hôm nay là cho lau rồi, ngồi xuống. Vừa thấy sẹo có nhìn thấy hai đại ca. Vừa sẹo có nhìn thấy hai đại ca chạy ra ngoài không? Hả? À. Có nhìn thấy đại ca Lucky và đại ca Bruno không? Ừ, có kinh không? Đây. Sẹo hổ áo. Nhìn hai đại ca có kinh không? Ừ. Kinh nhỉ. Quá kinh. Ôi, chim thò ra hả? Thôi, ai làm gì mà chim thò ra, mất công. Giai bản rất là biết điều. Giai bản mới về từ hôm qua thôi. Mới về từ hôm qua nhưng mà đến đã quen ở đây rồi. Xem nào. Cho giai bản đeo cái ấy này xem thế nào nhỉ. Chứ thả ra không có gì này thì lại chạy lăng xăng. Hai đứa trẻ con ở nhà là nó biết chơi bóng rồi đấy. Sẹo biết chơi bóng không? Ừ. Có biết chơi bóng không? Hôm nay là ngày bước sang ngày thứ ba anh ở Hà Nội. Anh về từ hôm mùng 2, hôm nay là mùng 5. Đây. Nhìn màu của anh rất là rực rỡ. Anh chưa quen với lại đồ ăn của miền xuôi cho nên là anh bụng anh đang thì rào rào. Đây. Ấy cho quả cũng đẹp đấy chứ, đâu phải chuyện đùa, đẹp của nó đấy, chuyện đùa đâu. Nào, làm xuống, đâu quần áo của anh nó cũng bẩn rồi. Ngồi gọn được ở trong lòng luôn. Xem này, thấy cái gì nhỉ? Anh nhá. Thơm nhau cái nào.
quay ra về hướng này. Cái hướng này nhìn nó chả rõ nét gì. Thích cái đây. Có cái nền xanh kia thì nó dậy màu hơn. Đây. Sợ. Yên, không không. Đi đâu? Vơ vẩn. Ngồi yên. Nào, cho cái kiểu ảnh đẹp nào. Siêu ở ghen. Không biết siêu ở ghen hả? Sao giờ, chơi tí đi rồi vào chuồng chuồng. Đứng lên đi. Ra kia chơi tí đi. Hết giờ rồi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Chó ta cũng rất là khôn và rất là thuần người, chứ không phải chỉ đến chó Tây đâu. Mỗi giống chó nó một vẻ đẹp. Nhưng mà khi mà nuôi con cọc ấy, con cọc ở trên bản, con cọc chuẩn, nó chưa bị pha tạp gì nhiều, thì phải thừa nhận một điều là chúng nó cũng rất là khôn. Sẹo. Hổ báo. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.